Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đài Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại mùa online season 19.1.3 ở server RealmU. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi úp Win 5 nha anh em, trên hành trình kiếm Win 5 cho nhân vật DK của mình. Hy vọng hôm nay mình sẽ có may mắn sau bao nhiêu lần thất bại. Và trong quá trình mình úp, mình sẽ hướng dẫn cho anh em các cái bước để có thể chế tạo Win 5 luôn. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chế tạo binh phép cảnh cấp 5. Thì chế tạo đó thì anh em vào nhân vật trao của binh giúp mình. Chúng ta sẽ chọn dòng đầu tiên và chọn vào Win 5 Click. Và chúng ta sẽ click vào cái Win 5 Cloud này. Sau khi nhấp vào Win 5 Cloud, chúng ta sẽ Cloud thì chúng ta sẽ cần nguyên liệu là một cái Win 4 cộng 13 trở lên anh em. Và có bộ đồ lái đấy. Chúng ta cần 100 B này, 100 sụt, 100 crank, 100 chao, như là 100 Warrior Fitter, là lông cấp 5 và 100 Golden Stancer, và cần 15.500.000 yen. Và chúng ta sẽ combine để chỉ tạo ra binh phép đi nhé. Tinh. Đó, chúng ta sẽ có được một binh phép cảnh cấp 5 này. Rồi, sau khi mà chúng ta có binh phép cảnh cấp 5 thì chúng ta sẽ chọn vào binh 5, chúng ta đưa binh phép vào. Và bây giờ nguyên liệu chúng ta chỉ cần là top Red Redstone. Cái này chúng ta sẽ chế tạo từ đồ thân rút nhé nhé, cầu 9 và ổ 16 là được. Và chúng ta có thể bỏ Alex Mander lúc là 40% và tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ là 34. Và chúng ta sẽ tâm linh một chút bằng cách là mình sẽ môi bằng bình bằng nhé nhé. Cái môi này chắc là chỉ là tâm linh thôi nhé mà. Đấy, môi thì chúng ta tâm linh là chính thôi. Người ta còn gọi là đoạn ray. Đoạn ray thì thực chất ray của server thì nó đổi liên tục. Ra mà đoạn được thì gần như là ta làm giao cũng khó rồi. Nhưng mà khi mà mua bằng bảo thì có một tâm linh này cho chúng ta có thể dựa vào. Đấy. Mình thường là mình sẽ môi khi môi mà chúng ta xin thì chúng ta cũng được biết anh em ạ. Fail 2 lên 1 fail. 2 fail. Chơi luôn nha anh em. Chơi luôn anh em ơi. Tắt system đi. Đấy. Ta bỏ. Nó che lại như thế này nha. Ui hồi hộp quá anh em ơi. Hai lần tung này, ba lần tung này. Mình DK nào? Tỷ lệ 34%. Khá là khó đấy nhé mà. Trời ơi anh em ơi. Lên hay xịt đây? Nào nào. Màu đỏ đấy anh em ơi, màu đỏ rồi, có thể là DK, cũng có thể là Ungrutser. Lên rồi anh em ơi, like nào, kinh nào, bình luận nào. Wow. Oh my god. Wow. Tuyệt vời ông mặt trời. Cuối cùng mình cũng từ là Win 5 cho mình được rồi anh em ơi. Ốp gì đây, ốp gì đây. À hư hộp vậy anh em ơi. What? What the fuck? Damn. Tịt bờ mana heal anh em ơi. À cái ốp hơi bị suy anh em ạ. À, ok anh em ạ, ra là mình là may mắn rồi. À, tuyệt vời ông mặt trời. Rồi mình buôn bonus rồi anh em ơi, mình bonus rồi. Đó, trên đây là cái cách Win 5 của mình nhé anh em. Đấy,
anh em nhìn ray này, đây là cách mình đoán ray luôn anh em, nhưng mà cái ốp nó hơi cùi một chút. Đó, anh em để ý này, nó fail hai lần thành công, hai lần thất bại. Đó lọ là mình cũng thấy là mình đoán là ray tiếp theo nó sẽ thành công lại và mình chơi luôn anh em. À, một lần thành công này mình mua một lần thành công này. Đó, sau đó mình bỏ đô nữa, mình thấy nó đoán ray đôi này anh em, hai lần thành công liên tục này. Rồi, hy vọng anh em sẽ thích này video này của mình và chúc anh em có một ngày mới vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye, nhớ đừng quên để lại một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh anh em. Bye bye.